Ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Trích Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8 Này A Nan, mỗi loài trong 12 thể loại chúng sanh này cũng đều có đầy đủ 12 thứ điên đảo, cũng như hoa đốm phát sanh khi ấn vào mắt. Những điên đảo đó hoàn toàn che khuất chân tâm minh tịnh nhiệm màu viên mãn với hư vọng loạn tưởng. Ông nay muốn tu chứng chánh định của Phật ông phải kiến lập ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến thì mới diệt trừ được căn nguyên bổn nhân của loạn tưởng đó như việc làm sạch một cái hũ đã đựng qua mật ong độc chúng ta phải dùng nước nóng trộn với trò đốt trong lưu hương để tẩy trừ sau khi cái hũ đã rửa sạch thì mới có thể đựng cam lộ ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến là những gì thứ nhất tu tập để diệt trừ nhân hỗ trợ thứ nhì chân thật tu trì để cắt đứt mọi vi phạm đến chánh hạnh căn bổn Thứ ba, thực hành tinh tấn để đối trị với nghiệp hiện ra. Sao gọi là nhân hỗ trợ? Này A Nan, hãy quan sát như sau, 12 thể loại chúng sanh trong thế gian không thể tự bảo toàn, họ phải nương một trong bốn loại thức ăn để sinh sống, đó là thức ăn của tiêu hóa, thức ăn của chạm xúc, thức ăn của ý niệm và thức ăn của tâm thức. Cho nên Phật mới nói rằng tất cả chúng sanh đều phải nhờ thức ăn để sinh sống. Này A Nan, do vì hết thể chúng sanh phải ăn mới có thể sống nhưng nếu họ ăn phải chất độc thì sẽ tử vong những chúng sanh nào mong muốn vào chánh định thì phải tuyệt hẳn năm loại thực vật hôi nồng nếu ăn chính năm loại thực vật hôi nồng này thì sẽ phát sanh dâm dục còn ăn sống thì sẽ gia tăng sân si cho dù những người ăn năm loại thực vật hôi nồng mà có thể giảng giải 12 bộ kinh đi nữa nhưng do chư thiên và tiên nhân ở các thế giới trong mười phương rất ghét mùi xú uế của các loại thực vật đó nên họ đều sẽ xa lánh. Ngược lại thì những loài ngạ quỷ sẽ đến liếm và hôn lên môi của người đã ăn các loại thực vật đó. Kẻ kia sẽ luôn chung sống với quỷ, phước đức ngày càng suy hao và chỉ tăng trưởng những việc không lợi ích. Khi những người tu chánh định ăn các loại thực vật đó, chư Bồ Tát, Trời, Tiên và các thiện thần trong mười phương sẽ không đến bảo hộ. Trái lại những đại lực ma vương sẽ thừa cơ hội đến nơi trước họ, rồi hiện ra thân Phật và thuyết giảng tà Pháp Chúng sẽ phá hủy giới cấm và ca ngợi tham sân si. Sau khi mạng chung, họ sẽ tự động làm quyến thuộc của ma vương. Khi đã hưởng hết phước làm ma, họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Này A Nan, những ai tu hành đạo giác ngộ thì phải vĩnh viễn tuyệt hẳn năm loại thực vật hôi nồng. Đây gọi là bước thứ nhất để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Sao gọi là chánh hạnh căn bổn? Này A Nan, những chúng sanh nào muốn vào chánh định thì trước tiên phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh họ phải vĩnh viễn đoạn tuyệt tâm dâm dục họ không được uống rượu hay ăn thịt họ có thể dùng thức ăn thanh tịnh khi đã được nấu và như thế sẽ không ăn sinh khí của rau quả này a nan nếu ai tu hành nhưng chẳng đoạn trừ dâm dục và sát sanh mà vẫn có thể ra khỏi ba cõi thì quyết không có việc ấy họ nên quán sát dâm dục tựa như rắn độc hoặc như gặp oán tặc họ hãy giữ thân không lay động bằng cách thọ trì bốn giới cấm hoặc tám giới cấm của hàng thanh văn rồi sau đó hãy tu hành luật nghi thanh tịnh của bồ tát và giữ tâm không sanh khởi những ai thành tựu giới luật thì đời đời sẽ vĩnh viễn lìa khỏi nghiệp giết hại lẫn nhau ở thế gian những ai không trộm cắp thì sẽ không mắc nợ lẫn nhau và cũng không phải trả nợ đời trước khi những người thanh tịnh tu hành chánh định như thế dù với thân máu thịt từ cha mẹ sanh ra và không phải cần dùng thiên nhãn họ tự nhiên vẫn có thể nhìn thấy các thế giới trong mười phương. Họ sẽ thấy Phật nghe Pháp và đích thân phụng trì thánh giáo. Họ đắc đại thần thông và du hành các thế giới trong mười phương. Họ nhớ biết việc đời trước rất rõ ràng và sẽ không gặp nguy hiểm. Đây gọi là bước thứ nhì để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành. Sao gọi là nghiệp hiện ra? Này A Nan, những vị thọ trì giới cấm thanh tịnh và lòng chẳng ham muốn dâm dục như thế, họ sẽ không có nhiều hữu lậu đối với sáu trần. Nhưng bởi không có hữu lậu, họ có thể xoay ngược sự chú ý của các căn để trở về gốc. Do căn của họ chẳng duyên nơi các trần, nên căn và trần sẽ không còn phối hợp với nhau nữa. Một khi xoay ngược dòng chảy, thì các căn sẽ hợp thành một và sáu công dụng riêng rẽ sẽ ngừng. Bây giờ các quốc độ trong mười phương sẽ thanh tịnh trong suốt tựa như mặt trăng tỏa sáng lơ lửng trong bão lưu ly thân tâm của họ sẽ an nhiên vi diệu viên mãn bình đẳng và được an ổn quảng đại giữa lúc ấy tất cả như lai đều sẽ hiện ra với thần lực bí mật viên mãn và thanh tịnh vi diệu người ấy liền đắc vô sanh pháp nhẫn từ đó họ tu tập lần lần và tùy theo sự phát thâm tu hành nên sẽ được an lập vào những quả vị của bậc thánh đây gọi là bước thứ ba để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành